Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù trong báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 APCI 2018 xếp hạng chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế thấp nhất, nhưng vẫn còn dư địa để giảm tiếp. Trong những năm gần đây, ngành thuế đã tập trung nhiều vào việc cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu cắt giảm thời gian tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, mang lại sự thuận lợi cho người nộp thuế ở tất cả các khâu: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế. Những kết quả này đã được ghi nhận trong báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018, cũng như báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2018. Những kết quả đạt được đã phản ánh khá rõ ràng những kết quả mà ngành thuế đã đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thì dư địa cho cải cách của ngành thuế vẫn còn. Chẳng hạn như trong tổng chi phí về thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tìm hiểu thông tin, thời gian chuẩn bị hồ sơ chiếm tới trên 68%. Điều này đồng nghĩa với việc ngành thuế còn có thể tiếp tục giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thuế. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục rà soát, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin. Mặt khác, Tổng cục cũng dự kiến sẽ báo cáo với Bộ Tài chính để tới đây ngành thuế sẽ ký thỏa thuận với Hiệp hội Phần mềm Việt Nam để thống nhất chuẩn dữ liệu, để làm sao giữa các phần mềm kế toán, phần mềm quản trị của doanh nghiệp cũng sẽ được kết nối chuẩn với ngành thuế.